Vâng, em xin kính chào quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của bên điện máy Ruby của chúng em. Tiếp tục ngày hôm qua thì bên em đã lên giới thiệu cho các bác về bên cái dòng loa Array 30 đôi và bên mình đang làm cái chương trình khuyến mãi cho các bạn. Thì đây là về bên cái dòng loa Array 30 đôi nha. Còn như đây là sub hầm đôi 50 từ lớn 260 coi 125. Còn đây là sub hầm đơn mình sẽ chơi bass từ lớn 50 từ 220 cũng là coi 100 từ 260 và coi 125 luôn. Thùng này là thùng siêu VIP. Thùng này là sơn cát nha quý vị và các anh em. Nhưng mà như những cái dòng này thì mình giới thiệu sơ lại cho quý vị và các bác thôi. Nhưng mà cái trọng tâm của cái bài ngày hôm nay là về bên cái dòng thằng sub đôi này. Sub đôi là mình sẽ gọi là trong miền Nam, còn như ở gọi là sub cát là các anh ngoài Bắc nha mọi người. Thì đây thì mình sẽ nói là cái từ thông dụng và cái từ phổ thông. Theo như địa phương ở trong miền Nam là sấp đôi, còn như ở ngoài Bắc là sấp kép đấy. Sấp đôi là như vậy, là trong một cái thùng nó gồm có hai cái bát, người ta sẽ gọi là sấp đôi hoặc là sấp kép. Còn như trong một thùng mà một cái bát thôi thì người ta gọi là sấp đơn. Rồi như về bên cái dòng này thì bên mình đang lắp ráp lên để giới thiệu cái dòng sản phẩm ưu đãi và giá trị khuyến mại cho các anh em và các bác được sử dụng. Thì về bên cái dòng này là bên mình sẽ sử dụng là gắn vào cho mọi người sử dụng là cái về bên cái dòng bass từ neo 50 coi 100 hàng chuẩn xịn của Italia. Thì về cái dòng này thì về bên công ty mình thì nhập về rất là nhiều, số lượng rất là nhiều. Anh em muốn luôn mua loa bass rồi thì bên mình cũng có một cái số lượng, anh em muốn bao nhiêu cũng có cả chục container cũng có luôn. Thì cái này là mình nói thật là có nha mọi người, chứ không phải nói điêu đâu. Anh em nào muốn thì là bên mình sẽ liên hệ với cái số điện thoại của bên mình đi. Bên mình sẽ làm việc với các bác và bên mình là sẽ cung cấp cho các bác hết đầy đủ. Các bác muốn dòng loa bass nào thì bên mình sẽ cung cấp cho các bác hết, nếu như với một cái số lượng lớn. Ok nha. Thì về bên cái mình xin quay lại về cái vấn đề chính. Thì về bên cái dòng loa bass neo 50 từ neo và coi 100 thì được bên em thì giới thiệu cho các bác thì rất là nhiều lần rồi. Đây là về bên cái củ bát rồi. Đây, thì bây giờ mình sẽ ráp vào trong một cái thùng thành phẩm. Đây là thùng thành phẩm của sấp đôi. Thì về bên cái thùng này và cái bát này bên mình ráp vào và giá thành của bên công ty của chúng em niêm yết là 20 triệu. 20 triệu thành phẩm một đôi loa như vậy, hoặc là một thành phẩm một đôi sấp như vậy nha. Đấy, một đôi sấp là gồm có hai vỏ thùng này và bốn cái bát neo này 50 từ neo và coi 100 nha các mọi người. Mình nói rõ như vậy để cho là anh em ở trong khu vực miền Nam cũng hiểu được này, và anh em ở ngoài khu vực miền Bắc cũng hiểu được. Cho nên là mình nói hơi dài dòng, mong quý vị và các bạn thông cảm về cái vấn đề này để cho mọi người được hiểu rõ hơn. Rồi thì về bên cái dòng này thì mình cũng đã nói rất là nhiều. Sườn này là sườn nhôm CNC nguyên khối, thiết kế sườn nhôm theo kiểu dáng là xương cá, rất là nhẹ và rất là gọn đấy. Đã nó neo thì nó phải là từng chi tiết nó được đấy, tiếng sâu tiếng sáng đấy. Ok anh em, thì bây giờ đây là cái khi mà mình ráp vào thì cái thùng nó sẽ cái lưới mặt lưới như vậy đấy. Còn như bây giờ là mình sẽ cho mọi người về xem cái mặt trước của cái thằng bass 50 này, cũng là được sơn bóng cho chúng ta màng ba gân ha. Thì cái nấm này á thì nó làm sần sùi lên thì nó giống như mấy anh lịch sĩ mà gồng cơ bắp lên cái phải là thể hiện được cái uy lực. Thì cái dòng bass này mình phải thể hiện cái uy lực của nó thì như thế nào, thì mình yêu cầu làm cho nó sừng sùi lên cho nó VIP hơn. Thì bên trong thùng thì cũng được lót mút bông tâm thế này để kia đầy đủ cho anh em hết á. Nó cũng có bông tâm hết, nhưng mà rồi anh đôi dở ra cho mọi người được xem luôn. Rồi đây thì mình đã gắn vào rồi, ở bên trong đây mọi người bông tâm đầy đủ hết nha. Góc nào cũng có. Thì bây giờ là mình giới thiệu với mọi người đây là một cái thằng sấp hầm đôi hoặc là sấp kép 50 từ neo coi 100. Được bên công ty điện máy Ruby của chúng tôi hàng ba loa bắt rời được nhập khẩu theo tiêu chuẩn của Italia và được bên công ty của chúng tôi nhập về và bên điện máy Ruby của chúng tôi ráp lại thành phẩm cho anh em một đôi như vậy, là giá niêm yết của công ty là 20 triệu đồng, 20 triệu đồng trên một cặp. Nay bên mình sẽ làm một cái chương trình giá ưu đãi. Thì cái giá ưu đãi này thì bên mình sẽ có rất là nhiều lần để bên mình đã làm giá trị ưu đãi cho anh em sử dụng rồi. Thì về bên cái thằng này bây giờ mình xin báo giá cụ thể hơn cho anh em được biết. 15 triệu 950 nghìn đồng, 15 triệu 950 nghìn đồng. Còn như anh em nào lên trên cửa hàng mua thấy anh em mình vui vẻ quá, bo thêm cho anh em 50 nghìn để mà uống nước uống nôi.
là thành 16 triệu. Nói như vậy thì nhưng mà cái giá của bên mình bán ra thành phẩm giá khuyến mại cho anh em duy nhất chỉ có hai cặp. Duy nhất chỉ có hai cặp thôi nha, là 15.950.000 đồng. Đấy. 15.950.000 đồng để mình ráp xong và mình sẽ test cái chất âm của nó. Thì nếu như mà các bạn muốn nghe được cái tiếng sub của nó thì vui lòng anh em phải đeo cái tai phone vào. Đấy, anh em đeo cái tai phone vào anh em sẽ cảm nhận được về bên cái tiếng sub này. Nhưng mà nó không có thể nào là hoàn hảo được 100% cả. Thì anh em phải là nếu như có thực tế hơn thì vui lòng anh em đến cái địa chỉ của bên mình là 16A đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh để mình trải nghiệm thực tế về bên cái chức âm của cái thằng sub neo này như thế nào. Còn hơn còn không nữa thì anh em có thể liên hệ với hai số điện thoại như vậy, hoặc là bên mình sẽ để hai cái số điện thoại bên góc trái màn hình của quý vị và các bạn. Anh em có thể là liên hệ về bên cái số điện thoại đó của bên mình để bên mình được trực tiếp và tư vấn cho các bạn hơn. Thì bên mình thì nói chung là bên mình vừa mới tìm được một em xin tươi về. Đấy, em này sẽ là phục vụ các bác, phục vụ là rót nước các bác nha, chứ các bác đừng đòi phục vụ cái khác là em không cung cấp được. Rồi thì như vậy khi các bác mua hàng sẽ làm việc với em này, em ấy sẽ là dán tem bảo hành, ghi phiếu đồ này kia và tiếp chuyển tiếp nước với các bác nha. Cái chi phí đó là bên em free hết cho các bác, không có tính tiền chi phí đó nha mọi người. Ơi em nói vui với các bác vậy thôi. Rồi bây giờ các bác đợi em xíu, em sẽ ráp vào thành phẩm hết, rồi em sẽ test cái chất âm của cái thằng sub neo này nó như thế nào. Rồi anh em có thể là nếu như anh em mua thì anh em có thể liên hệ về với chúng tôi. Rồi bây giờ mình xin test cho các bạn nha. Như khi nãy là mình vừa mới test cho các bạn về một cái chút xíu về bên test cái dòng bass này. Thì anh em vui lòng trước khi nghe thì anh em nên cắm cái tai phone vào thì nó sẽ chúng ta sẽ nghe được cái tiếng bass. Còn như chúng ta mà nghe qua bằng điện thoại không, loa điện thoại không thì chúng ta không nghe được cái tiếng sub của nó đánh như thế nào. Rồi ok anh em nhé. Vâng, thì anh em quan tâm về như những cái dòng sub này thì anh em có thể liên hệ về với hai số điện thoại như trên màn hình, hoặc là mình sẽ để bên cái số điện thoại bên góc trái màn hình cho quý vị và các bạn. Anh em ở gần thành phố Hồ Chí Minh thì anh em có thể đến cái địa chỉ là 16A Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh để anh em mình trải nghiệm thực tế hơn về cái dòng mẫu sub này của bên công ty điện máy Ruby của bên mình đang làm chương trình ưu đãi khuyến mại cho anh em. Giá công ty niêm yết 20 triệu, nay bên mình làm một cái giá ưu đãi rất là thích hợp cho anh em chơi là giá 15.950.000 đồng một cặp. Vâng, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.